Vì sao một bộ phận người Việt hải ngoại vẫn giữ lập trường chống cộng sản sau bao nhiêu năm? Thưa quý khán thính giả kênh Sử Việt AZ thân mến, đã gần 50 năm đã trôi qua kể từ khi Việt Nam thống nhất vào năm 1975, song một bộ phận người Việt ở hải ngoại vẫn giữ quan điểm chống cộng sản một cách mãnh liệt. Những câu chuyện, cảm xúc và động cơ đứng sau lập trường này vô cùng phức tạp và đa chiều. Dù đã có nhiều người hải ngoại dần trở nên cởi mở hơn với Việt Nam và thậm chí tích cực đóng góp cho quê hương, những quan điểm chống cộng vẫn tồn tại mạnh mẽ trong một số nhóm cộng đồng hải ngoại. Vậy, vì sao họ lại tiếp tục giữ lập trường này? Và liệu có bao giờ họ cảm thấy mệt mỏi hay không? Các bạn hãy cùng Sử Việt AZ tìm hiểu các lý do trong video này nhé! Thứ 1. Ký ức chiến tranh và tổn thương cá nhân sâu sắc. Đối với nhiều người trong thế hệ lớn tuổi ở cộng đồng người Việt hải ngoại, cuộc chiến tranh Việt Nam không chỉ là một sự kiện lịch sử mà là một chương đời đầy tổn thương. Nhiều người trong số họ đã trực tiếp trải qua sự đổ vỡ khi chiến tranh kết thúc, mất đi gia đình, tài sản, hoặc thậm chí là cả một quê hương thân thuộc. Khi đất nước thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhiều người đã chọn rời khỏi Việt Nam để bắt đầu cuộc sống mới ở nước ngoài. Tuy nhiên, họ vẫn mang theo những ký ức đau buồn và lòng oán hận đối với chính quyền mà họ cho là nguyên nhân gây ra những mất mát đó. Hầu hết những ký ức này không dễ dàng phai nhạt và chúng vẫn đeo bám, trở thành một phần ký ức lịch sử cá nhân. Đối với nhiều người, việc chống cộng đã ăn vào xương tủy của họ không dễ bỏ đi được. Việc chống cộng trở thành một cách để bảo vệ những giá trị của mình và giữ gìn ký ức về chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà họ đã sống và trưởng thành. Thứ hai, bất đồng tư tưởng chính trị kéo dài. Đối với cộng đồng hải ngoại, việc rời bỏ Việt Nam đồng nghĩa với việc từ bỏ chế độ mà họ vốn không tán thành. Những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây lớn lên và sống trong một môi trường chính trị khác biệt hoàn toàn với hệ tư tưởng cộng sản. Sau khi di cư, họ tiếp tục sống trong các nền dân chủ phương Tây, nơi các giá trị tự do cá nhân, tự do của giới tư sản, dân chủ và pháp quyền được đề cao bảo vệ những người có tiền. Điều này càng khiến họ cảm thấy khác biệt sâu sắc với hệ tư tưởng cộng sản, một chế độ bảo vệ cả những người dân đen cu li, những người chân lấm tay bùn, những người mà giới thực dân chỉ coi họ là nô lệ để bóc lột, chà đạp thì cộng sản lại đưa họ lên làm chủ đất nước. Điều này làm các anh chị cờ vàng không chấp nhận được nên họ giữ vững lập trường chống cộng của mình. Nhiều người trong cộng đồng hải ngoại cho rằng việc chống cộng là một phần trong hành trình giữ gìn bản sắc của mình và không để mất đi những giá trị mà họ từng sống và tin tưởng. Việc lên tiếng và thể hiện lập trường chống cộng chính là một cách để họ khẳng định mình, nhất là khi họ cảm thấy những giá trị đó không còn tồn tại ở quê hương. Đây cũng là cách để họ chứng tỏ với trời đất rằng họ vẫn tồn tại chứ không phải là lay lắt qua ngày. Thứ ba, ảnh hưởng của môi trường sống và cộng đồng hải ngoại. Cộng đồng người Việt tại hải ngoại có sự kết nối mật thiết và chia sẻ nhiều ký ức, trải nghiệm tương đồng. Tại nhiều quốc gia, cộng đồng người Việt không chỉ sinh hoạt cùng nhau mà còn tạo ra các diễn đàn, hội nhóm và thậm chí là các trang tin tức dành riêng cho người Việt hải ngoại. Những kênh truyền thông này thường xuyên đăng tải thông tin về các vấn đề nhạy cảm ở Việt Nam và những câu chuyện chống cộng, từ đó củng cố niềm tin và lập trường chính trị của cộng đồng. Hơn nữa, các mạng xã hội và nền tảng truyền thông hiện đại giúp họ dễ dàng tiếp cận thông tin và lan truyền quan điểm. Trong một cộng đồng mà phần lớn người dân đều có chung trải nghiệm và quan điểm, việc giữ lập trường chống cộng có thể trở thành một phần của văn hóa cộng đồng. Dần dần, tư tưởng này trở nên ăn sâu vào ý thức chung, đặc biệt là trong những buổi họp mặt, lễ kỷ niệm và các sự kiện cộng đồng. Thứ 4. Động cơ chính trị và sự tồn tại của các tổ chức hải ngoại. Một số tổ chức và hội nhóm người Việt hải ngoại không chỉ hoạt động vì cộng đồng mà còn có mục tiêu rõ ràng trong việc chống lại chính quyền hiện tại ở Việt Nam. Các tổ chức này tiếp tục duy trì hoạt động tuyên truyền, gây quỹ và tổ chức các chiến dịch để tạo sức ép với Việt Nam, hy vọng tạo ra sự thay đổi chính trị. Các tổ chức này thường tìm kiếm sự ủng hộ và hợp tác từ các quốc gia nơi họ đang cư trú, nhất là các nước có quan điểm đối lập với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Bằng cách tập trung vào các điểm yếu của Việt Nam về nhân quyền, tự do ngôn luận và các vấn đề xã hội, họ thu hút được sự chú ý của giới truyền thông quốc tế và các tổ chức nhân quyền, từ đó tăng cường sức ép đối với chính quyền trong nước. Thứ 5. Sức hút từ vấn đề tự do và nhân quyền ở Việt Nam. Nhiều người trong cộng đồng hải ngoại cho rằng họ có trách nhiệm lên tiếng để bảo vệ quyền tự do và nhân quyền của người dân trong nước. Việt Nam từng bị chỉ trích về các vấn đề như tự do báo chí, tự do tôn giáo và quyền tự do ngôn luận. Những sự kiện như việc giam giữ các nhà hoạt động nhân quyền, những hạn chế trong việc biểu đạt chính trị đã trở thành những lý do để các nhóm chống cộng lên tiếng, thu hút sự quan tâm từ các tổ chức quốc tế.
Với họ, việc lên tiếng không chỉ đơn thuần là bảo vệ lập trường cá nhân, mà còn là một cách để thúc đẩy các giá trị tự do, dân chủ và bảo vệ quyền lợi của những người mà họ cho là đang bị đối xử bất công. Việc phản đối này có thể mang tính tự nguyện và được họ coi là sứ mệnh bảo vệ những quyền lợi mà họ tin là cơ bản. Thứ 6. Thiếu thông tin. Lớp các bác cờ vàng F1 rời Việt Nam đã gần 50 năm, sinh con, đẻ cháu bên xứ người, định cư yên ổn bên đó. Nhiều người không có điều kiện về lại Việt Nam, nhiều người không có tiền về, nhiều người thề còn cộng sản thì không thèm về sự hạn chế về thông tin trong nước, làm cho họ cứ nghĩ rằng Việt Nam cộng sản thật xấu xa tồi tệ. Nhân dân sống dưới chế độ này luôn bị áp bức, bóc lột, bị tẩy não, không được hít thở không khí, bầu trời tự do, cuộc sống dân chủ trời Tây như họ. Từ sự thiếu thông tin, sai lệch thông tin đó, càng củng cố niềm tin và lập trường chính trị chống cộng của cộng đồng cờ vàng hải ngoại. Thứ 7. Thay đổi quan điểm và sự hòa hợp từ thế hệ trẻ. Dù vậy, cần phải nói rằng không phải tất cả người Việt hải ngoại đều giữ lập trường chống cộng. Ngày nay, đã có nhiều người hải ngoại, nhất là thế hệ trẻ, có cái nhìn tích cực và cởi mở hơn về Việt Nam. Với họ, Việt Nam không chỉ là một đất nước có chính quyền như hiện tại mà là nơi có cội nguồn và văn hóa của chính mình. Họ thấy rằng, thay vì tập trung vào sự khác biệt về chính trị, đóng góp cho quê hương sẽ có ích hơn trong việc xây dựng tương lai tốt đẹp. Nhiều người trong thế hệ trẻ hải ngoại đang hướng tới hòa giải, sẵn sàng góp phần xây dựng đất nước mà không cần thiết phải giữ quan điểm thù địch. Những hoạt động như tổ chức các dự án từ thiện, hỗ trợ giáo dục và khởi nghiệp ở Việt Nam cho thấy một hướng đi tích cực, nơi người Việt khắp nơi trên thế giới có thể cùng chung tay vì tương lai của đất nước. Lời kết. Lập trường chống cộng của một bộ phận người Việt hải ngoại là vấn đề phức tạp, bắt nguồn từ lịch sử, tư tưởng và cảm xúc cá nhân. Sự tồn tại của tư tưởng này là minh chứng cho những ảnh hưởng kéo dài của chiến tranh và những khác biệt ý thức hệ chưa được hàn gắn. Tuy nhiên, bên cạnh những người vẫn giữ lập trường cứng rắn, cũng có rất nhiều người Việt hải ngoại đã và đang chọn cách tiếp cận hòa hợp hơn, hướng về một Việt Nam phát triển, đoàn kết và thịnh vượng. Có lẽ, câu hỏi họ không thấy mệt sao? Không dễ dàng trả lời, bởi với nhiều người, chống cộng là cách để họ giữ lại phần quá khứ và niềm tin của chính mình. Nhưng hy vọng rằng, theo thời gian, những khác biệt này sẽ dần được hòa giải và cộng đồng người Việt khắp nơi có thể cùng nhau hướng về một tương lai chung, vượt qua những rào cản lịch sử và tư tưởng. Các bạn có đồng ý với bài viết này của chúng tôi không? Các bạn hãy để lại ý kiến bình luận nhé! Và đừng quên cho video một like yêu thích, hãy chia sẻ video cho nhiều người biết để cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam hòa hợp, giàu đẹp hơn. Bạn nào chưa đăng ký Sử Việt Adres thì đừng quên đăng ký theo dõi kênh, hãy bấm vào quả chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!